khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Sau đây, để ngày hội 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024 được chính thức bắt đầu, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng dậy thực hiện nghi lễ trọng cờ. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024, thực hiện kế hoạch số 02 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Lương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Hôm nay, trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Lương, chi bộ, khu dân cư, ban công tác mặt trận cùng toàn thể cán bộ và nhân dân khu Đầm Sen long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc ngày hội của chúng ta thành công, tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hà Ngọc Hiệp, Bí thư chi bộ lên khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân khu Đầm Sen, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024. Hôm nay tại nhà văn hóa khu Đầm Sen, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Lương, chi bộ, khu dân cư, ban công tác mặt trận cùng toàn thể cán bộ nhân dân khu Đầm Sen long trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024, hoàn thành nhà văn hóa khu Đầm Sen và ra mắt câu lạc bộ dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác. Tới dự ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư chúng ta hôm nay có các đại biểu, khách quý, tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Lương. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Năng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Lương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự ngày hội hôm nay có các ông bà trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể,
đại biểu nguyên là lãnh đạo xã, qua các thời kỳ đại biểu ba nhà trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận trên toàn xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự với ngày đại hội đoàn kết của khu dân cư chúng ta, xin trân trọng giới thiệu các ông bà lãnh đạo đảng ủy, hội đồng ủy ban nhân dân xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Xin trân trọng giới thiệu ông Sa Văn Thao, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Minh, Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình làm đoàn trưởng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự ngày hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đại biểu chi bộ khu dân cư, ban công tác mặt trận của khu Hòa Đa, xã Yên Lãng, các hộ gia đình đang tạm trú ở khu dân cư, các ông bà nguyên là bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận qua các thời kỳ ở khu dân cư, các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và 172 hộ gia đình trong khu dân cư, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, các quý thưa toàn thể nhân dân, trải qua 94 năm ra đời và phát triển, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta với tinh thần yêu nước đoàn kết, tập hợp các tầng lớp trong mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh. Hiện nay toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 13 của đảng. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu Đầm Sen luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy chính quyền. Với phấn đấu vượt mọi khó khăn của cán bộ nhân dân trong khu, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm ở nhà ở, các công trình được xây dựng ngày một khang trang, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đóng góp theo kế hoạch hàng năm, nhà văn hóa khu dân cư duy trì hoạt động, thôn xóm được bình yên, không có tệ nạn xã hội, nhiều hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của cuộc vận động, đòi hỏi nhân dân trong khu chúng ta phải hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư của khu chúng ta ngày một phát triển, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, thôn xóm yên bình, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong niềm vui của ngày hội hôm nay, tôi thay mặt chi bộ, khu dân cư, ban công tác mặt trận, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày pháp luật Việt Nam. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc ngày hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, ngày thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Vào những ngày này hàng năm, các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đều đồng loạt tổ chức ngày hội để cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước và quyết tâm đẩy mạnh có hiệu quả các cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phát động. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đinh Tiến Dũng, trưởng khu dân cư, lên ôn lại lịch sử truyền thống 94 năm ngày thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, thay mặt cho chi bộ khu dân cư khu Đầm Sen đến chung vui cùng với ngày hội ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu công ty trách nhiệm xây dựng và thương mại Tân Tiến Phú Thọ. Xin đề nghị bà con chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đến chung vui ngày hội hôm nay còn có Trung tâm Bảo tồn Văn hóa tỉnh Phú Thọ đã đến dự và chung vui với bà con chúng ta, đề nghị bà con tay chào mừng. Và những người con đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, trong và ngoài nước cũng đã về dự ngày hội ngày hôm nay, đề nghị bà con chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể nhân dân khu Đồng Sen, sau đây tôi sẽ tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đoàn kết, đánh giá là giá trị cốt lõi. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Trải qua 94 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào và nhân dân. Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã quyết định lấy ngày 18 tháng 11 năm 1930 là ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, hàng năm cứ đến ngày 18 tháng 11 là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày 1 tháng 8 năm 2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra nghị quyết số 04, nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc Trung ương về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, và quyết định lấy ngày 18 tháng 11 hàng năm làm ngày tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mỗi giai đoạn lịch sử, và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp nhân dân được bảo tồn phát huy, thêm vào đó là tinh thần đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, từ đó góp phần thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các gia đình điển hình có ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, cùng với việc xây dựng đất sống mới và đấu tranh chống các loại hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa bỏ những tệ nạn xã hội, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Những hoạt động cụ thể của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là những yếu tố quan trọng thiết thực góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đời sống vật chất tinh thần một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân được cải thiện, lối sống được lành mạnh hóa, tạo điều kiện cho mọi việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo ra những môi trường gắn bó thân thiết gần gũi giữa Đảng với nhân dân, giúp Đảng lắng nghe những nguyện vọng, những phản ánh của nhân dân trong cuộc sống, từ đó góp phần giúp Đảng ngày càng hoàn thiện hơn những phương thức lãnh đạo. Thực hiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với tinh thần đoàn kết đổi mới thực chất hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sai Lương đã cùng các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự quản sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng hành cùng các chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở khu dân cư, ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm đang và sẽ ngày càng mở rộng, không ngừng được phát huy phong phú đa dạng về cả hình thức lẫn nội dung. Trách nhiệm của mỗi người cần phải tiếp tục phát huy cao sức độ, cao độ sức đoàn kết để từ đó tạo nên nguồn sức mạnh chung to lớn của cả cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ để sớm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác. Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng, toàn bộ công tác cách mạng nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động ngày vì người nghèo, nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực, cuộc vận động ủng hộ quỹ đời đời năm nghĩa, cuộc vận động ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng ở địa phương. Bà con nhân dân, trong niềm vui của ngày hội lớn, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, đem trí tuệ đóng góp xây dựng các cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết phát triển, khuyến khích các gia đình trang trí khuôn viên ngõ xóm và tích cực theo cờ Tổ quốc, hưởng ứng 94 ngày năm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Tiếp tục chương trình, tôi xin thông qua báo cáo kết quả toàn dân xây dựng nông thôn mới năm và nhiệm vụ năm 2025 của khu Đồng Sen. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh, về một số chỉ tiêu về kinh tế chủ yếu dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, nhân dân trong khu đã có nhiều cố gắng và thành tích năm sau cao hơn năm trước. Trong những năm qua do mưa lũ, bình quân sản lượng giảm so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản, diện tích gieo cấy hàng năm thì đạt kế hoạch là 100%, chỉ tiêu gieo cấy đúng thời vụ là đạt năng suất cao. Về chăn nuôi thì đến năm nay được nhà đảng và nhà nước quan tâm ưu tiên một số nguồn vốn hỗ trợ để cho bà con về một số con giống, thì tổng đàn trâu và đàn bò tăng so với năm trước. Về văn hóa xã hội, thực hiện hương ước, quy ước của địa phương, từ việc cưới, việc tang và thực hiện chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đã được cộng đồng dân cư thực hiện một cách nghiêm túc. Các hương ước, quy ước, lệ làng đã quy định mọi người đều có nghĩa vụ chấp hành, do đó các tệ nạn xã hội không có trên địa bàn khu. Tổ chức mừng thọ hàng năm đúng nghi lễ đơn giản tiết kiệm, chỉ tổ chức trong hộ gia đình. Cộng đồng dân cư đoàn kết xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Con trung hiếu, cháu thảo hiền, ông bà mẫu mực, khu dân cư có ban công tác mặt trận kết hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện theo quy ước, hương ước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cổ truyền, xóa bỏ hủ tục lạc hậu về việc cưới, việc tang, thay vào đó là những văn minh tiến bộ, loại trừ các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, mại dâm, vân vân. Về công tác xây dựng đảng, trong năm qua chi bộ giữ vững danh hiệu chi bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên trong chi bộ luôn
đi đầu gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chi bộ luôn thường xuyên có định hướng phát triển quần chúng yếu tố vào Đảng. Về công tác hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, công tác mặt trận là cần thiết với cơ sở, là cầu nối của nhân dân, phản ánh kịp thời mọi hoạt động về đời sống kinh tế xã hội cơ sở, luôn luôn duy trì thường xuyên bàn bạc thống nhất dân chủ thực hiện, dân biết dân bàn, dân làm dân kiểm tra. Các cuộc vận động hàng năm như đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, khu dân cư luôn bám sát vào nghị quyết của chi bộ, sự chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo bà con nhân dân sản xuất và làm ăn kinh tế ngày một phát triển. Về chi hội người cao tuổi thì hoạt động luôn luôn nêu cao tấm gương sáng của người cao tuổi, duy trì sinh hoạt xây dựng quỹ hội và hội có tổng quỹ là đạt trên 37 triệu đồng. Các chi hội như thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh, chi hội nông dân hoạt động khá ổn định. Câu lạc bộ dưỡng sinh hoạt động duy trì tập luyện thường xuyên và giao lưu với các câu lạc bộ khác. Về kiến thiết xây dựng cơ bản của khu văn hóa Đầm Sen được thụ hưởng nhà văn hóa trên 700 triệu đồng và đường giao thông nông thôn trên 8 tỷ đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội nghị, trong nhiệm kỳ hoạt động công tác ở khu dân cư, thực hiện thành tích đạt được trong lao động sản xuất trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, khu dân cư, khu Đầm Sen, những năm qua luôn có sự đoàn kết thống nhất cao, bà con đã cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Có nhiều hộ đã chuyển biến về lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm được hộ nghèo. Những thành tích đã đạt được trong những năm qua để thực hiện tốt của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn tiếp theo cũng có đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn tiếp theo như sau. 1. Tăng cường công tác tập hợp thu hút quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. 2. Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực trong khu dân cư. 3. Giảm hộ nghèo có tính bền vững hàng năm. 4. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp. 5. Xây dựng cơ bản đạt 80% trở lên. 6. Luôn giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư. 7. Duy trì thực hiện tốt các hương ước, quy ước, lệ làng. 8. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên tu sửa đường giao thông nông thôn trong khu. 9. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. 10. Nâng cao duy trì chất lượng hiệu quả công tác dân số. 11. Công tác chỉ đạo sản xuất. 12. Về công tác văn hóa xã hội luôn làm tốt công tác chăm lo cho các thế hệ trẻ. 13. Là khu có diện tích rộng, mật độ dân cư không tập trung nên việc quản lý điều hành còn gặp rất nhiều là khó khăn. Đây là kinh phí hoạt động cho cán bộ cơ sở còn rất thấp. Chúng tôi mong muốn là các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương các cấp có thẩm quyền có sự đồng thuận ủng hộ bà con nhân dân hơn nữa để chúng tôi hoạt động tốt hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác khu dân cư năm 2024 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm qua đã đạt được và một số mục tiêu cụ thể thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Thay mặt cho khu dân cư xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bà con nhân dân đã ủng hộ giúp đỡ hoàn thành các nội dung kế hoạch đã đề ra. Kính thưa toàn thể hội nghị, trên đây là bản báo cáo khu dân cư 2024, rất mong hội nghị tham gia đóng góp vào bản báo cáo. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
thưa toàn thể bà con nhân dân. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu Đầm Sen chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước, đã được các cấp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khu dân cư chúng ta đã đạt được trong những năm qua. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đinh Tiến Lại, công chức văn phòng thống kê lên công bố quyết định. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân khu Đầm Sen, được sự phân công của ban tổ chức nên làm một công tác thi đua khen thưởng. Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân khu Đầm Sen lời kính chúc sức khỏe thành công. Sau đây tôi xin phép được thông qua các quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Lương số 101 ngày 11 tháng 11 2024, quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 2022, căn cứ nghị định số 86 ngày 7 tháng 12 2023 của chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Căn cứ quyết định số 22 ngày 19 tháng 9 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu văn hóa khu dân cư văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xét đề nghị trưởng khu Đầm Sen quyết định điều 1, tặng các gia đình trong danh sách kèm theo quyết định này đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, trưởng khu dân cư, các cơ quan tổ chức liên quan, hộ gia đình có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định. Quyết định này chủ tịch đã ký Đinh Văn Phong. Thì báo cáo các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân khu Đầm Sen, vì điều kiện không cho phép, riêng Ủy ban nhân dân xã Hải Lương giao cho khu dân cư tổ chức vào hội nghị họp khu dân cư để trao giấy các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024. Theo danh sách, khu Đầm Sen được là 164 hộ. Vậy đề nghị các quý vị đại biểu và nhân dân chúng ta là xin chúc mừng 164 hộ cho một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo tôi thông qua quyết định Cộng hòa xã hội chủ quyền Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân xã Lương số 108 ngày 14 tháng 11 2024, quyết định về việc thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường khu Đầm Sen xã Lương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 2019, căn cứ nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 2010 của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, căn cứ quyết định số 3516 ngày 12 tháng 10 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn về việc ban hành đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện. Căn cứ kế hoạch số 1287 ngày 29 tháng 12 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn về việc thực hiện đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Căn cứ kế hoạch số 11 ngày 6 tháng 3 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hải Lương về việc thực hiện đề án tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn
xã giai đoạn 2021-2025 và thực hiện năm 2024, xét đề nghị của khu Đầm Sen quyết định điều 1 thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường khu Đầm Sen xây đường, điều 2 câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch nội quy quy chế tổ chức các hoạt động trình diễn văn hóa dân tộc Mường. Các thành viên câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ban chủ nhiệm câu lạc bộ và theo nội quy quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Điều 3 quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng thống kê văn hóa xã hội các ngành đoàn thể có liên quan khu Đầm Sen căn cứ quyết định thực hiện. Chủ tịch đã ký Đinh Văn Phong. Xin được nhiệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2024. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Hiên xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc cho ngày hội đại đoàn kết của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đại đoàn kết dân tộc là chiến thắng quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là một ngày có ý nghĩa to lớn kỷ niệm ngày truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trải qua 94 mùa hoa, và đây cũng là dịp để chúng ta thắt chặt hơn nữa với đại đoàn kết toàn nhân dân, với không khí hân hoan phấn khởi và đầy tự hào khi quê hương đang trên đà đổi mới, diện mạo làng quê ta đang khởi sắc từng ngày. Và để chào mừng lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các buổi văn nghệ khu Đầm Sen đã ngày đêm luyện tập nhằm góp phần vào sự thành công của ngày hội. Trong chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc chọn lọc do các đội văn nghệ đến từ khu Đầm Sen biểu diễn, chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị một không khí vui tươi phấn khởi. Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục múa vinh quang mặt trận tổ quốc ta, múa ngày hội xứ Mường, múa hát mười chầu dân ca Mường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng thương đơn mộng. Tay em bên đến chầu tay, thầm cười mà ấm hôn tình. Có ai để bao mối ta? Đã mối nhân tan đôi mộng, đã tan sang chầu cây mẹ hương. Bồng bờ nhan trang ta là dưới bóng cao quê. Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,